Xin chào mọi người, mừng mọi người đã đến lại với video của gia đình Victoria. Hôm nay thì nhà Victoria chúng ta chuẩn bị đi xem một cái bảo tàng gọi là l'Écomusée d'Alsace. L'Écomusée d'Alsace là cái bảo tàng ngoài trời lớn nhất ở Đức Pháp. Và ngày hôm nay thì chúng ta đi ở nơi đây cách nhà khoảng 15 phút. Chúng ta lái xe khoảng 15 phút. Đến đây thì họ làm lại tất cả cái ngôi làng của thế kỷ 20. Rồi mỗi cái nhà là có một cái entité khác nhau, giống như hồi nãy là những cái chapeau, những cái nón ngày xưa. Đến đây là barbier và coiffeur là chỗ người ta làm tóc. Mọi người thấy đây là tất cả những cái loại uchi mà người ta dùng để cắt tóc, uống tóc. Và chúng ta để đi tham quan này thì chúng ta đi từ khu ha. Mọi người lưu ý, nếu mọi người muốn đi Écomusée thì nên chọn những cái ngày từ thứ hai đến thứ sáu, vì thứ bảy chủ nhật thì nó cũng rất là đông người. Và đi cái này thì phải đi vào cái lúc mà không nắng cho lắm, tại vì nếu không thì nó cũng mệt lắm, và đừng có trời mưa. Đến đây thì mình thấy là ferry là những gì họ cần để mà chuẩn bị cho tất cả những con ngựa. Và ở đây có rất là đặc biệt, đây là một cái con thú vật tượng trưng của vùng Alsace mình, là cigogne, là cái con chim mà mọi người thấy nó nằm ở trên đó. Nó có cái tổ cũng khá là bự và rất là đẹp, mà Victor rất là thích. Cái tên là cũng muốn chào cigogne. Đi Écomusée thì mình khuyên các bạn là nếu có trẻ em từ giống như Victoria khoảng 2 tuổi mấy 3 tuổi trở lên á, thì đi nó dễ hơn, tại vì nó bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều. Và ở nơi đây thì không những chỉ là bảo tàng mà còn có thể gặp những con thú như là con anh nè. Victoria hơi sợ. Và họ cũng có làm những cái animation nhỏ để mà giới thiệu những cái gì mà họ đã làm trước khi, và ở đây là họ có làm jus de pomme, vin. Và cái này là họ tặng cho mình. Mình muốn cho họ bao nhiêu thì mình có thể cho, gọi là mình giúp đỡ cho họ. Degustation mình có thể thử nước cam, nước pom, là nước táo, nước chanh, uống giải khát cũng rất là ngon. Và đây là cái cách ngày xưa người ta làm rượu. Biết tôi còn được người ta cho kẹo nữa. Ở đây mọi người thấy ở trong mới là cái poil, cái màu xanh đó, gọi là cái poil, là ngày xưa chúng ta phải cắt cái cây và để cái cây trong đó để mà làm lửa, để mà cho nó ấm nhà. Cái này á, mọi người đi với trẻ em thì giải thích cho họ cái cách sống thời xưa như thế nào, người ta chăn nuôi như thế nào, người ta làm bếp như thế nào và người ta làm ruộng như thế nào. Nó có mỗi khu nó có rất là một cái đặc điểm rất là đặc biệt. Chẳng hạn ở đây chúng ta có thể vô xem một cái nhà của người xưa khá giả một chút. Và có những người họ đi ngang thì họ sẽ giải thích cho mình về hoa, về cây. Họ cũng giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiệt tình, nhưng mà chúng ta cần tìm hiểu những cái loài hoa, những cái loài cây. Và ở đây cũng cái thiên nhiên cũng rất là tốt. Và để khám phá, để biết là ngày xưa như thế nào thì mình khuyên mọi người nên đi Écomusée. Tại vì ở trên đất Tây là duy nhất chỉ có Écomusée ở vùng Alsace của mình thôi. Mà cái Écomusée á, nó cũng làm ra để cho chúng ta biết làm cách nào để bảo vệ môi trường, làm cách nào để trở lại với một cái cuộc sống gọi là tốt hơn. Không những cái material không có pha chất lại. Chẳng hạn ở đây mình muốn uống sữa thì phải có con bò, mình phải thê nó để mà lấy sữa. Ở đây là để dạy trẻ em phải làm như thế nào. Victoria bisu con bò. Ở đây cũng có những con đan, con cơm, con poulet, con gà, con vịt. Trẻ em xem nó cũng rất là thú vị. À,
Ngày đó mình quên, tại vì mình đi lúc mình cũng còn rất là nhỏ và lúc mình chưa có biết thời gian, mình còn là bé lắm. Mình không nhớ mình lại mang cho bé cái sandal, nhưng mà đó đi dưới cát và mấy cái cục đá nó dướng vô cũng rất là nhiều. Cho nên mọi người nhớ đi ở đây thì phải đeo basket, phải giày kính, và cho trẻ em cũng nhớ đem giày kính, nó sẽ thuận lợi hơn nha mọi người. Và những cái nhà chúng ta có thể lên trên hả? Ngày xưa cái nóc nó rất là thấp. Đây cũng là một cái sự đặc biệt của vùng Alsace và cũng là nhà người Alsace, nó rất là thấp. Tại sao? Vì người ta ngày xưa để mà sưởi ấm cái nhà thì người ta có cái lò sưởi ấm bằng cây, và để cho cái nhiệt độ nó không ra khỏi ngoài thì người ta làm những cái nhà cho nó nhỏ để cho cái hơi ấm nó càng giữ lại ở trong. Đây là lý do vì sao mà nhà của người Alsace họ rất là thấp. Đây Người ta thấy ra con vịt con đấy. cà na, con vịt. Victoria có thể là thăm mấy con bò. Con nhìn con gà này. Thì chúng ta ở thành phố cho nên không ít có dịp để mà đi tham quan những cái nơi này, những cái nơi mà có đồng cỏ nhiều, cho nên hôm nay đi Victoria rất là thích, nhất là được xem con Con công, chim công những cái đấy. con thú mà thường ở ngoài chúng ta không không mấy khi gặp, ngoài đi ở sở thú hay là những cái công viên. Wow, đẹp quá. Nhưng mà ở đây thì những mấy Con cái này mà con nó này thì xòe lông ra mới đẹp. nó được đi tự do. Victoria hơi sợ, và Victoria mong cho nó xòe cái lông, nhưng mà ngày Con đó chim công thì kìa. chúng ta không may. Mà chúng ta cũng chụp hình rất là nhiều và rất là đẹp. Đây đây này. Tùy một hai hai con. Đây mọi người thấy con mới chuẩn bị lên cái cây, và một lát mình Ui. sẽ chụp hình được rất là đẹp. Wow. Wow, Con đây này những con mà bé trai rất là thích, những con Đi cười heo. sống sẽ đi Con heo. Đây con cầm ở đây mọi người thấy nó đẹp không? Và đây thì chúng ta nhớ chúng ta đi ở chỗ này thì chúng ta không không đụng và không sờ vào những con thú vật ha. Chúng ta chỉ có thể xem thôi, và cũng chúng ta không được cho nó ăn nha. Nó có cái bảng để mà cho chúng ta biết, tại vì nó ăn những cái món ăn rất là đặc biệt. Alors chérie, tu aimes ici, le comiser? Oui, c'est joli. Oui, ça te plaît? Tu as vu quoi? Tu as vu le paon, tu as vu les cochons, tu as vu les vaches, les dindons, tu as vu les canards. Puis on va aller voir les moutons. Hein? Và đến đây Với chúng ta ta có kia thể con kiều xem kìa. con mù trung, con kiều. Chúng ta cứ nghĩ đây con thỏ. À, con kiều đấy. Con mấy? Con đếm có mấy con? Vì tôi đang tập đếm. Giỏi thế. Có 4 con. Và ở đây thì chúng ta được Ơi, ngắm những con chỉ cigoan con chim nhỉ? cũng cũng rất là nhiều. Vì ở thành phố thì nó không lợi ha, tại vì thành phố thì trước nhất bị cái môi trường không tốt, bị ô nhiễm quá, cho nên các con này nó không có đến đến được trong cái thành phố, cho nên Victoria không có dịp để mà thấy. Chỉ có hôm nay đi 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 Ecomuseum thì mới thấy được. Và đây là một cái tiệm may đồ của ngày xưa. Mình có thể xem lại những cái đồ đồ trong của người xưa bận như thế nào. Cuckoo.
Chúng ta có thể chụp hình rất là đẹp luôn. Wow, ngôi nhà đẹp quá. Ở trong cái khu thì mọi người có thể đi, tất cả ngôi nhà đều là mở cửa, chỉ khi nào mà họ travel, có nghĩa là họ đang sửa soạn lại thì nó mới đóng. Còn như hôm là mọi người có thể đi vô xem cái phòng ngày xưa như thế nào. Đây chẳng hạn là một cái phòng của một cặp vợ chồng có một em bé mới sinh, mình thấy cái nôi. Họ ngủ gần để mà giường nó ấm á, tại vì đâu có sofa kiểu. Oui, chérie, c'est pour le café, oui. Và những cái khoa như thế, có người vẫn còn bệnh nhân của mình, những người mà hơi lớn tuổi ở trong những cái ngôi nhà cổ xưa thì họ vẫn còn cái đó. Regarde là, tu vois les poussins. T'as vu? Les bébés poussins. Wow, mấy cây màu xanh. Ở đây thì cũng có rất là nhiều loại máy cày. Chúng ta có thể lên chụp hình và nó có một cái bảng ở ngoài trước để mà mọi người có thể xem cái model của nó. Để mà nếu mà muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì có cái model của nó, cái vỏ của nó năm nào nó thiết kế ra. Victoria thích lắm. Victoria là những gì mà có cái volant, có cái tay lái là Victoria rất là thích. Oh. Giờ thì bé đã mỏi chân, trên bà phải cõng đi. Đây là một cái chapelle nhỏ. Rồi, Victoria lại gặp một cái máy cày mới. Cần số. Tu as vu la chérie, tu as vu la cigogne derrière toi? Regarde, derrière toi, il y a la cigogne. Tu as vu? Mon cœur, on y va? On fait la suite? Màu đỏ, màu xanh. Trưa để mà ăn á. Và mình thì ăn ở trong cái auberge. Ngon quá. Mình vừa làm những cái chiếc ăn như thế, thịt heo brisé. Nó có cái mùi thơm vì nó làm ở trong cây, như là nướng lên trên cây cho nên rất là ngon. Saucisse, cái khoai tây frites, đây là món thích nhất của Victoria. Merci mẹ chưa? Ở cái phần ở đây thì cũng không mắc cho lắm. Cho nên nếu mà mọi người đi ở đây thì để mà không đem cái picnic, tại có người họ cầm cái glacier, phải cầm đồ, cái máy lạnh để đem đi theo thì có khi nó hơi cần càng chút xíu. Mình thì có cái vít thì cũng hơi còn bé, chứ có cái giỏ của bé nữa, cho nên mình đi nó cũng cần càng, cho nên mình thấy gì mình ăn ở cái nhà hàng đó luôn. Nhưng mà nó có nhiều loại cái nhà hàng. Bỏ đi vào trong nhà rồi. Victoria hơi buồn một chút xíu vì không được đi xem tiếp. Và đây đến một nơi rất là đặc biệt, để chữ école có nghĩa là cái trường. Đây là cái lớp ngày xưa họ học như thế, họ trên những cái bằng cây. Họ viết không phải viết bằng stylo mà bằng cái mực và cái plume. Và ngày xưa thì ở đây là vừa học tiếng Pháp và tiếng Đức, vì trước khi mà Đức đô hộ cái vùng Alsace và vùng Lorraine thì ở đây có cái giải thống Đức. Ở đây cái cô này khi mà đang nói chuyện cũng bận một cái đồ traditional của người Alsace. Đây là cô giải thích vì sao trong cái tường họ lại để những cái bớt de foin như thế, do sự ẩm nước, nên cô có giải thích chi tiết. Ở đây thì cô này cũng có giải thích những cái cristaux
làm kiến. Thường ra cái Ekumiji thì mọi người đi khoảng lúc sáng đầu giờ khi mà nó mở, có thể đi đến tới buổi chiều. Ê, con chim. Phân ngựa đấy. Nhưng mà mọi người đi thì phải nhớ Ekumiji nó không có mở cửa ngày thứ hai, nó mở từ ngày thứ ba cho đến Chủ nhật từ 10 giờ sáng tới 18 giờ. Đó là cái giờ của cái mùa hè. Khi mà chúng ta qua mùa thu và mùa đông thì giờ đôi khi nó đổi lại. Nên trước khi mọi người đi thì họ có cái trang, mọi người nhớ lên trên đó để xem trước nha. Vé thì mọi người có thể mua thẳng ở tại Ekumiji hoặc là có thể mua trên mạng. Thích không? Cái giá tiền thì Ekumiji này nó thật sự không có mắc. Mọi người đi, cái người lớn trên 18 tuổi thì khoảng 15 đồng rưỡi, 16 đồng cái giá. Trẻ em thì bắt đầu 4 tuổi nó mới trả tiền 11 euro, còn nó sẽ gratis là nó sẽ tặng cho đến 3 tuổi. May là lúc đó Victoria đi trước mấy tháng. Cho nên Victoria ngày đó Victoria không trả tiền. Và ở đây là cái phần cá, phần câu cá. Trên cái bảng họ giải thích những cái courant, cái fleuve, cái sông để cho chúng ta biết hơn nơi nào có cá và loại cá gì. Là những cái lồng cá. Và mình cũng nhắc đến với mọi người là nếu mọi người đi Ekumiji hãy nhớ phải có đem theo tiền mặt, chứ đừng có giống như mình từ những cái ngày đó mình là chỉ có đem cái thẻ. Mà mọi người có thể đi tour de bateau và đi calèche, có nghĩa là đi trên cái thuyền đó và đi ở trên cái tractor, cái máy cày, có 2 đồng hay là 1 euro hay là 2 euro, nhưng mà họ không có lấy thẻ. Cho nên thực sự là ngày đó rất là uổng, mình không đi được cái đó. Cho nên mọi người nhớ đi Ekumiji. Và ở trong nó cũng không có cái distributor nữa, cho nên mọi người đi thì phải nhớ đem bạc lẻ nha. Và đây là cái tour, mọi người có thể lên trên. Và từ ở trên đây thì mọi người có thể thấy những cái khu. Cái tour ngoài sao mà mọi người vừa thấy có cái bụt loa trên á, là cái nhà tù của cái Maison Centrale d'Ensisheim, cũng như Isaac của mình. Đây một cái jardin, một cái công viên rất là đẹp. Hoa của nó khi mà nó nở rất là đẹp, mọi người thấy không? Ở đây mọi người chụp hình rất là đẹp, ăn ý lắm. Có những cái fountain cũng rất là đẹp. Hôm nay chúng ta rất là có duyên với con công này, rất là đẹp, và khi mà nó không sợ vì nó cũng đã quen gặp rất là nhiều người. Ai cũng mong cho nó xòe lông ra, nhưng mà ngày đó thật là không may. Đây cũng là một cái museum nhỏ, người ta làm lại một cái bảo tàng nhưng mà loại nhỏ hơn. Đẹp quá. Và mọi người đi đến đâu thì nó cũng có một cái bảng chi tiết ha. Nếu mà mọi người đi với trẻ em muốn giải thích cho bé biết thì hoặc là phải đi trước một lần để mà có thể repérer, để mà có thể quen dần với những cái khu có cái gì và có thể giải thích lại cho bé. Còn nếu không thì không sao, chúng ta có thể đi tự nhiên. Và đến đó thì nó có cái panneau d'information, thì mọi người có thể đọc và để mà giải thích cho bé, vì cái ý là bé nó hiểu cái Ekumiji, vì sao ngày xưa người ta đã có cái quan điểm là phải bảo vệ môi trường, và bảo vệ môi trường nó rất là quan trọng. Và khi mình dạy cái này lại cho bé, để cho bé nó hiểu phải làm sao để mà tôn trọng thiên nhiên, giữ gìn thiên nhiên cho nó tốt. Và sau một ngày đi chơi cũng khá là dài, tham quan cũng khá là nhiều, thì bây giờ sắp chuẩn bị tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo nha.
Và mọi người nếu mà cần chi tiết hoặc đòi hỏi muốn biết gì thêm về cái Eco Museum mà mình không có thời gian nói trong cái video, mọi người có thể comment thì khi mà được thì mình sẽ trả lời lại cho mọi người nha. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà Victoria đã ủng hộ kênh của mình và mong là mọi người like, share và ủng hộ gia đình của Victoria nhiều nha. Xin chào mọi người.